Chương trình sách đọc online giới thiệu tác phẩm Mặt hồ tĩnh lặng, tác giả thiền sư Ajanta. Phần 13. Niềm vui của Đức Phật. Nếu mọi sự đều vô thường, bất như ý và vô ngã, mục tiêu của sự sống là gì? Một người ngắm nhìn dòng sông chảy qua, nếu anh ta không muốn nó chảy, không muốn dòng sông liên tục thay đổi theo bản chất của nó, anh ta sẽ phải nhận chịu sự đau khổ lớn lao. Một người khác ý thức được rằng bản chất của dòng sông là thay đổi không ngừng, dù mình có thích như vậy hay không, anh ta sẽ không cảm thấy đau khổ. Biết được sự sống cũng như dòng sông này không có sự vui sướng lâu dài, không có tự ngã, chính là tìm được chân lý vững bền và không còn sự đau khổ, chính là tìm ra được sự an tịnh thật sự trên cuộc đời. Người ta có thể nói, thế thì ý nghĩa của cuộc đời là gì? Con người sinh ra để làm chi? Tôi không thể trả lời các câu hỏi đó. Tôi chỉ hỏi, tại sao bạn ăn? Bạn ăn để không phải ăn thêm nữa à? Bạn sinh ra để không phải sinh ra nữa hay sao? Giải thích bản chất thực sự của sự vật về sự trống rỗng của chúng ta là một việc khó khăn. Nghe được giáo pháp, con người phải tìm ra phương cách để hiểu tại sao chúng ta hành thiền. Nếu chúng ta không hỏi tại sao, chúng ta đã được an nhiên tự tại rồi đó. Buồn rầu đau khổ không thể xảy đến với người hành thiền như thế này. Ngũ uẩn là những kẻ giết người, bám lấy thân thì sẽ bám lấy tâm, và ngược lại. Chúng ta hãy ngưng lại, đừng tin tưởng tâm của chúng ta nữa. Hãy dùng giới luật và sự an tịnh tâm để giữ gìn chánh niệm và tỉnh thức thường trực. Khi ấy, bạn sẽ nhận chân được rằng mọi sự đều vô thường, bất như ý và trống rỗng. Cùng lúc bạn sẽ nhìn thấy hạnh phúc và đau khổ xảy ra riêng rẽ. Trong sự tĩnh lặng đó, niềm vui chân thực của Đức Phật sẽ đến. Lượm xoài. Khi bạn có được trí tuệ, sự tiếp xúc với đối tượng giác quan, cho dù tốt hay xấu, vui sướng hay đau khổ, cũng giống như đứng dưới gốc cây xoài lượm trái, trong khi có kẻ khác leo lên cây rung cho bạn. Bạn chỉ việc lựa xoài tốt và xoài thối mà chẳng nhọc công, vì chúng ta không phải leo lên cây. Như vậy nghĩa là gì? Mỗi đối tượng giác quan đến với chúng ta mang lại cho chúng ta kiến thức. Chúng ta không cần phải làm đẹp chúng. Tám ngọn gió của thế gian, được, mất, vinh, nhục, khen, chê, đau khổ và vui sướng, ưa tới tự nhiên. Nếu tâm của bạn đã phát triển được sự yên tĩnh và trí tuệ, bạn có thể lượm và lựa một cách thoải mái. Cái mà người khác có thể gọi là tốt hay xấu, đó hay đây, vui sướng hay đau khổ, đều lợi lộc cho bạn. Bởi vì kẻ khác leo lên cây xoài rung cho bạn, và bạn chẳng có điều gì phải sợ hãi. Tám ngọn gió thế gian cũng giống như những trái xoài rớt xuống cho bạn. Bạn hãy dùng định lực và tâm yên tĩnh để chiêm ngưỡng và thu nhập. Biết được trái xoài nào tốt, trái xoài nào thối chính là trí tuệ, tức là sự minh sát Vipassana. Bạn không tạo ra trí tuệ. Khi có trí tuệ, nội quán tự nhiên phát sinh. Dẫu rằng tôi gọi nó là trí tuệ, bạn không nhất thiết phải cho nó một cái tên. Tôi nói ngôn ngữ Zen. Một tiền sinh Zen hỏi ngài Ajanta rằng, sư bao nhiêu tuổi? Sư sống ở đây quanh năm suốt tháng phải không? Ngài Ajanta trả lời, tôi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Tôi không có tuổi tác gì hết. Muốn có tuổi tác thì phải hiện hữu, mà nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có rắc rối. Đừng tạo ra cái ngã, chẳng có gì đáng nói thêm nữa. Có lẽ tiền sinh Zen này nhìn được rằng cốt tủy của thiền minh sát Vipassana không khác biệt với cốt tủy của Zen.
Chiêng im lặng. Sống trong thế gian mà hành thiền, người khác thấy bạn chẳng khác nào cái chiêng không được đánh động và không tạo nên âm thanh nào hết. Họ thấy bạn như vô dụng, điên rồ, thất bại. Nhưng thực ra điều ngược lại thì đúng hơn. Sự thực ẩn tàng trong sự không thực, cũng như tính tưởng hằng ẩn tàng trong sự vô thường. Không có gì đặc biệt. Người ta thường hỏi rõ tôi về sự hành trì riêng của tôi. Tôi chuẩn bị tâm tư như thế nào khi ngồi thiền? Không có gì đặc biệt hết. Tâm tôi để yên chỗ hồi nào tới giờ nó ở đó. Họ hỏi tôi, thế thì ngài là một vị A-la-hán chăng? A-la-hán là một vị tu hành đã đạt đến mức độ cao của sự tiến bộ về tâm linh. Tôi trả lời, tôi có biết đâu. Tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ đó không hiểu biết về thân phận nó. Nó cứ sống tự nhiên vậy thôi. Nó sao? Nó vậy. Bên trong bạn không có gì cả. Năm thứ ba tôi làm tỳ kheo, tôi có sự nghi ngờ về bản chất của định và trí tuệ. Quá muốn kinh nghiệm trạng thái định, tôi không ngừng cố gắng hành trì. Khi ngồi tham thiền, tôi cố gắng hình dung ra tiến trình đó, và do đó tâm tôi bị chia tách một cách đặc biệt. Khi tôi không làm gì đặc biệt hết và không tham thiền thì tôi tốt, không có làm sao. Nhưng khi nào tôi quyết tâm tập trung tư tưởng thì tâm tôi trở nên cực kỳ bấn loạn. Tôi tự hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao nó lại như thế này? Sau một thời gian tôi nhận ra rằng sự tập trung tâm ý trong việc hành thiền cũng giống như hít thở vậy thôi. Nếu bạn nhất định cố gắng thở sâu hay cả mau hay chậm, việc hít thở trở nên khó khăn. Còn nếu cứ xuôi thuận theo nó, không cần ý thức việc hít vào thở ra, việc hít thở trở nên tự nhiên và trôi chảy. Tương tự như vậy, mọi cố gắng bắt buộc mình trở nên tĩnh lặng chỉ là thể hiện sự bám víu và tham muốn. Làm như vậy chỉ cản trở sự định tâm mà thôi. Thời gian trôi qua, tôi tiếp tục hành trì với lòng tin tưởng vững chắc và sự hiểu biết càng lúc càng lớn mạnh hơn lên. Dần dà, tôi bắt đầu thấy diễn tiến tự nhiên của việc hành thiền. Vì nhận ra rằng, những ước muốn của tôi rõ ràng là một chướng ngại. Tôi hành trì một cách cởi mở hơn, khảo sát các yếu tố của tâm khi chúng xảy ra. Tôi ngồi và theo dõi, ngồi và theo dõi, cứ như vậy thôi. Một ngày nọ vào khoảng 11 giờ đêm, sau khi ngồi thiền xong tôi đi kinh hành. Trong đầu tôi khi đó trống trơn, không có tư tưởng nào hết. Tôi đang ở trong tu viện trong rừng, mà có thể nghe được những tiếng ồn ào và tiếng ca hát của cuộc hội hè đình đám đang diễn ra trong làng, cách tu viện một khoảng rất xa. Khi cảm thấy mỏi mệt do việc hành thiền, tôi trở về cốc của mình. Khi tôi ngồi xuống, tôi nhận thấy tôi không ngồi vô thế kiết già mau lẹ như thường lệ. Tâm tôi tự nó muốn tiến vô trạng thái định tâm sâu. Tâm tự nó như thế đó, tôi tự nghĩ, tại sao như vậy? Khi tôi ngồi xuống, tôi thấy tĩnh lặng hết sức. Tâm tôi vững vàng và tập trung tốt. Không phải là tôi không nghe được tiếng ca hát từ trong làng, nhưng tôi có thể làm cho tôi không nghe tiếng ca hát đó nếu tôi muốn như vậy. Ở trạng thái nhất tâm này, tôi xoay nó hướng về các âm thanh thì tôi nghe được âm thanh đó. Khi tôi không hướng tâm về các âm thanh thì hoàn toàn yên lặng. Lúc âm thanh tới, tôi quan sát kẻ đang chú tâm đến âm thanh, kẻ này hoàn toàn tách biệt với âm thanh. Tôi quán tưởng như vậy, đây là một trạng thái định, phải không? Không phải trạng thái này thì còn trạng thái nào khác hơn? Tôi có thể nhìn thấy tâm tôi tách rời khỏi đối tượng nó nhìn như cái chén này và ấm nước này vậy. Tâm và âm thanh không hề dính liền với nhau. Tôi tiếp tục xét như vậy, rồi tôi hiểu. Tôi nhìn thấy cái nối liền chủ thể và khách thể lại với nhau. Và khi sự nối liền này bị phá vỡ, sự an tịnh thật sự hiển lộ. Lần đó, tâm tôi không để ý gì đến chuyện khác. Nếu tôi muốn ngưng hành thiền, tôi có thể ngưng như vậy mà không thấy khó chịu. Khi một nhà sư ngưng hành thiền, thầy thường tự hỏi, ta làm biếng chăng? Ta mệt mỏi chăng?
ta bất an chăng? Không, tâm tôi lúc đó không làm biếng, không mệt mỏi, cũng không bất an. Tôi chỉ thấy trọn vẹn và đầy đủ về mọi mặt. Khi tôi ngưng hành thiền để nghỉ ngơi một lát, chỉ có hành động ngồi là ngưng lại thôi, tâm tôi vẫn y nguyên như trước, không thay đổi. Khi tôi nằm xuống, tâm tôi vẫn tĩnh lặng y như trước. Khi đầu tôi chạm lên chiếc gối, tâm tôi xoay vào trong. Tôi không biết nó xoay vô trong chỗ nào, nhưng nó xoay vô trong như điện được bật lên vậy. Và toàn thân tôi nổ bùng ồn ào. Sự nhận thức thì vô cùng tinh tế. Vượt qua điểm đó, tâm bước sâu vô nữa. Bên trong không có gì hết, hoàn toàn không có gì hết, không có gì vô trong hết, không có gì có thể đạt tới hết. Sự nhận biết ngưng lại bên trong một lúc rồi trở ra. Không phải tôi kéo nó ra, không đâu, tôi chỉ là một quan sát viên, là người nhận biết mà thôi. Khi tôi ra khỏi tình trạng này, tâm tôi trở lại trạng thái bình thường và một câu hỏi nảy lên. Cái đó là cái gì vậy? Câu trả lời xảy đến là những sự việc này chúng chỉ là như vậy thôi, không cần phải nghi ngờ chúng nó. Tôi chỉ nói có bấy nhiêu và tâm tôi chấp nhận như vậy. Sau khi ngưng nghỉ một lúc, tâm tôi lại quay mặt vô trong. Tôi không quay nó, chính nó tự quay vô trong lấy một mình. Khi tâm đi vô trong, nó lại đi tới bờ mé như lần trước. Lần thứ hai này, thân thể tôi vỡ thành từng mảnh vụn và tâm tôi đi sâu hơn nữa, tĩnh lặng, cùng tồn. Khi tâm tiến vô và đã lưu lại một thời gian lâu như ý nó muốn, nó lại trở ra lại và tôi trở về trạng thái bình thường. Trong thời gian này, tâm tự nó hành động, tôi chẳng hề có ý bắt nó đi vô hay đi ra gì hết. Tôi chỉ nhận biết và quan sát những gì xảy ra thôi. Tôi không nghi ngờ, tôi chỉ tiếp tục ngồi thiền và quán tưởng mà thôi. Lần thứ ba tâm tiến vô, toàn bộ thế giới đều tan vỡ. Đất đai, cây cỏ, đồi núi, người, tất cả chỉ là khoảng trống, không một vật gì còn lại hết. Khi tâm thức đã tiến vô và lưu lại một thời gian như nó muốn, nó lại trở ra và tâm tôi lại trở về trạng thái bình thường. Tôi không biết nó trụ như thế nào, những chuyện đó khó thấy và khó diễn tả. Không có gì có thể dùng để so sánh với tình trạng đó được. Về ba lần kinh nghiệm này, ai nói được chuyện gì đã xảy ra? Ai biết được điều đó? Tôi có thể gọi đó là gì? Điều tôi nói ở đây chỉ là vấn đề bản thể của tâm, không cần phải bàn tới việc phân loại các tâm hay tâm sở. Bằng lòng tin sâu chặt, tôi tiến vô hành thiền, sẵn sàng liều mạng. Và khi tôi ra khỏi kinh nghiệm này thì toàn thể thế giới đã thay đổi hẳn. Mọi kiến thức và hiểu biết đều đã biến thái. Nếu có người nào trông thấy tôi thì chắc người đó nghĩ là tôi bị điên mất rồi. Thật vậy, người nào không có chánh niệm vững vàng rất dễ trở nên điên khùng, bởi vì nhận thức về thế giới, vũ trụ hoàn toàn thay đổi hẳn so với trước. Thực ra chỉ có cái ta là thay đổi mà thôi. Tuy vậy, cái ta thay đổi đó vẫn chỉ là một người với cái ta trước kia. Thiên hạ nghĩ thế này, tôi nghĩ thế khác. Thiên hạ nói như thế này, tôi nói như thế khác. Tôi không còn đồng nhất với bản dân thiên hạ như trước nữa. Khi tâm tôi đạt tới sức mạnh tột độ của nó, thì căn bản ở đây là năng lực tinh thần, năng lực của sự tập trung tâm ý. Trong trường hợp tôi vừa mô tả, kinh nghiệm đó đạt trên năng lực của định. Khi định đạt tới trình độ này, minh sát tự nó diễn tiến trong khi hành giả không cần phải cố gắng. Nếu bạn hành trì như thế này, bạn sẽ không phải tìm kiếm ở đâu ra. Bạn thân ơi, bạn còn chần chờ gì nữa mà không thử đi. Có một chiếc thuyền bạn có thể dùng để qua bên kia bờ sông, tại sao bạn chưa chịu bước lên thuyền? Hay là bạn thích buồn sinh hơn? Tôi có thể chèo trống ra khơi bất cứ lúc nào, nhưng mà tôi còn ở đây chờ bạn đó. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới. Like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe,
bình an, vô lượng, phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.